Nước tràn vào xe rồi. Lâu, thoát ra, đừng còn nó nữa. Bình lớn trở lại rồi nè. Lâu, buông tao ra. Mày tính bỏ tao nữa sao? Tao đợi mày bao nhiêu lâu rồi, mày biết không nhớ? Đồ thất là... Sao mày không đi chung với tao? Sao mày lại còn sao? Nhất ơi, Nhất ơi, mưa cho tao rồi mà. Tụi mình là bạn mà. Nhất ơi, sao mày đi chung với tao? Sao lại bỏ tao một mình? Sao chỉ mình tao chết? Tụi mình sẽ mãi mãi đi cùng với nhau. Nhiều quá. Họ là tàn dư của các tử lộ sau khi ác linh bị ăn thịt sao? Nhất, mình tới muộn rồi. Phi Long đã bắt đầu tha hóa thành ác linh. Minh Nhất, mau quay ra đây, đừng nghe lời ma gia. Nó đều là xác của tao, không thể thở được, đau đớn vô cùng, cuối cùng chết ngạt trong xe. Rồi xác tao trương phình, chất chồng lên nhau, trôi nổi dưới sông. Cứ thế lặp đi lặp lại, mỗi lần lại có thêm một xác. Còn mày thì sao? Sao mày vẫn còn sống hả Nhật? Ba mày vì mày mà chết. Con mèo cũng chết rồi. Mày là gánh nặng của mẹ mày. Tao cũng chết. Con rùa cũng chết. Mày cũng mất nửa cái mạng rồi. Chẳng phải sớm muộn gì mày cũng chết sao? Cuộc sống đối với mày khó khăn lắm mà. Sao không ở lại mùa hè này với tao mãi mãi? Cậu ta đang bị ảo ảnh của Maya chi phối. Minh Nhật, Nguyễn Minh Nhật, hãy nhớ cậu ta đây để làm gì? Mình đang làm gì? Mình ở đây để cứu thằng Long. Chết rồi, phải mau thoát ra. Long, Long vẫn còn ở đây. Long, mày là bạn thân nhất của tao. Cả cuộc đời này, tao chỉ có một đứa bạn là mày thôi. Tao hứa sẽ không bỏ mày lại đâu. Nhưng trước tiên, phải thoát khỏi chỗ này đã. Ráng lên, một chút nữa thôi. Long, tin tao lần này nha.